Đến nay, sầu riêng chính vụ ở Phong Điền sắp thu hoạch xong. Nhìn chung, sản lượng, chất lượng và giá cả mang lại sự phấn khởi cho bà con trồng sầu riêng nơi đây. Ở hợp tác xã Tân Thới 1, xã Tân Thới có gần 39 hectare sầu riêng. Ước tính vụ mùa năm nay cho sản lượng khoảng 700 tấn. Riêng ở giai đoạn chính vụ, tại hợp tác xã thu hoạch khoảng 500 tấn. Ông Quỳnh Giang Quảnh, giám đốc hợp tác xã cho biết, năm nay sầu riêng tiếp tục được tiêu thụ mạnh, mức giá cũng mang lại niềm vui cho các thành viên. Trước lễ 30 tháng 4 vô đặt cọc, bây giờ hôm ngày 3, 4, 5 tháng 5 gì đó là cắt kỳ dài tới có thể tới 10 tây là khoảng 500 tấn là cái giá 58-60 là ổn. Bởi vì một cái thứ nhất cái sản lượng của mình nó đạt chuẩn là nó cái trái sầu riêng nó già. Thứ hai nữa cái giá nó không chênh lệch quá, nếu thí dụ mà có lên sụt chút đỉnh thì thương lượng nó cũng dễ hơn. Thấy giá này thì cũng hợp lý rồi. Chú muốn làm sao cho cái bình nó cái giá nó trung bình, mình cũng kể lãi suất chứ công sức của mình nó cũng tốt. Và thứ hai nữa thương lái rồi tao mua tao cũng có lãi. Thế là nó mới bền vững được. Còn ở hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, năm nay có khoảng 20 hectare sầu riêng cho sản lượng khoảng 300 tấn. Chỉ vài ngày nữa là cơ bản thu hoạch hết sầu riêng ở hợp tác xã. Cách đây 2 ngày, thương lái vào cắt sầu riêng tại vườn của ông Nguyễn Giang Thọ, thành viên hợp tác xã, với giá 56.000 đồng một ký. Hiện tại tôi bán 56 thì chút xíu nữa là 58, 59, 60 không chừng. Nhưng mà tôi là người nông dân, nhưng mà bây giờ là mình bán thời điểm nào tính thì đến mấy, mình không có phân bì ba cái vụ đó được. Đó, rồi bán rồi thôi. Năm nay lực lên nhà mình đi xuất khẩu qua được Trung Quốc á, thì giá được hơi cao hơn. Đỡ. Sản xuất theo một cái quy trình việt gáp và đưa ra cái mẫu mã đẹp và chất lượng sản phẩm là đạt độ chín và độ trái già. Do đó cái sầu riêng của hợp tác xã là được cái giá ổn định. Huyện Phong Điền có trên 2.800 hectare sầu riêng ở giai đoạn cho trái, ước tính tổng sản lượng năm nay trên 44.600 tấn. Chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch khoảng 90% sầu riêng trên địa bàn. Có thể nói năm nay tiếp tục được mùa, được giá đối với bà con trồng sầu riêng ở Phong Điền, một trong những vùng có diện tích lớn về sầu riêng của thành phố Cần Thơ.